Xin chào các bạn. Thời gian vừa rồi ấy, thì mình nhận được rất cái nhiều cái cuộc gọi điện báo là cái điều hòa của nhà các bạn là bị kém mát và yêu cầu bên mình cho thợ đến để kiểm tra và bơm ga điều hòa. Nhưng mà thực ra cái lý do cái việc bơm ga điều hòa ấy, nó là một trong những cái lý do rất là nhỏ để làm cho cái điều hòa của nhà các bạn là nó bị kém mát. Còn cái bình thường cái lý do căn bản ấy là cái điều hòa nó bị kém mát ấy là do một số nhà là ít bảo dưỡng hoặc ít vệ sinh cái điều hòa. Thì cái việc mà ít vệ sinh, ít bảo dưỡng thì nó dẫn đến là cái điều hòa của nhà các bạn nó bị bẩn, bị bụi nó bám vào, dẫn đến là cái dàn lạnh hoặc là cái dàn nóng sẽ không tản được nhiệt. Điều hòa này các bạn cần phải vệ sinh bảo dưỡng thường xuyên. Theo cái khuyến khuyến nghị của các hãng ấy, thì là với cái điều hòa gia dụng này, điều hòa dân dụng này thì là các bạn phải vệ sinh hai lần trong một năm, vào đầu cái mùa các bạn sử dụng và cuối cái mùa các bạn sử dụng. Thì đối với cái dòng điều hòa mà hai chiều ấy, thì các bạn còn phải vệ sinh nhiều hơn bởi vì nó cái tần suất sử dụng nhiều hơn. Đây ví dụ như cái điều hòa này thì bây giờ mình sẽ mở ra để cho các bạn xem tại sao mà lý do nó bị kém mát. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là hai cái tấm lưới lọc này gần như nó bị bụi, bụi nó bám hết vào cái phần này, thì dẫn tới là cái không khí nó không thể đi được qua cái tấm lưới này để nó vào cái dàn lạnh, và từ cái dàn lạnh ấy thì cái quạt nó sẽ không thể thổi được cái hơi lạnh ra ngoài, thì dẫn tới là nhiều nhà nó bị bám quá nhiều vào cái tấm lưới lọc này, nó bị kín chặt luôn. Thì cái dàn lạnh của các bạn ấy khi mà cái làm hơi cái ga lạnh nó đi vào thì nó sẽ làm lạnh cái tấm dàn này, và sẽ cái hơi gió sẽ từ cái quạt nó thổi từ cái tấm dàn lạnh này thổi thổi ra. Thì khi mà cái tấm lưới này nó bị bịt kín thì cái không khí nó sẽ không không đi qua được vào đến cái dàn lạnh này, dẫn tới là cái quạt của các bạn vẫn chạy nhé, cái quạt của các bạn vẫn chạy, nhưng mà trên thực tế thì cái hơi lạnh nó sẽ không thổi ra được. Đây là cái nguyên nhân dẫn tới là lý do tại sao mà cái điều hòa nhà các bạn vẫn hoạt động nhưng mà nó lại không thể mát, mà trong khi đấy thì cái ga điều hòa thì nó vẫn đến kiểm tra thì cái ga nó vẫn đầy đủ bình thường. Đấy. Đây các bạn, đây là cái tấm lưới này nhé. Đây các bạn, mình sẽ cho các bạn xem cái quạt này. Đây. Đây các bạn có thể nhìn thấy các cái bụi và cái mốc này ở cái cánh quạt này. Đấy. Đấy, đây, các bạn có thể nhìn thấy cái mốc mốc nó bám vào cái cánh quạt này. Thì dẫn tới là cái cánh quạt nó hoạt động nó cũng bị kém đi. Và cái phần phía trên dàn lạnh này khi mà bị bịt kín phần phía trên này, cái tấm lưới lọc nó bị bụi nó bịt kín vào, thì cái hơi lạnh nó sẽ bị đọng ở đây, hơi lạnh nó sẽ bị giữ ở đây, và dẫn tới là cái hiện tượng là nhiều nhà do bụi quá dẫn tới là cái dàn này nó bị bó dàn, tức là cái băng tuyết nó sẽ bị đọng ở đây và nó sẽ không thoát được cái hơi lạnh ra ngoài này, ra ngoài cái cửa quạt này. Đây bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái dàn nóng nhé. Đây, còn đây là cái dàn nóng các bạn nhé. Dàn nóng thì các bạn nhìn thấy đây. Đây sau một thời gian sử dụng này thì là cái tấm tản nhiệt này nó sẽ bị bụi như này. Đây, nó sẽ bị bụi như này, nó bám vào cái khe tản nhiệt như này. Đây. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Khi mà bị bám bụi nhiều ấy thì cái tấm tản nhiệt này nó sẽ không tản được cái nhiệt ra, thì cái quạt nó sẽ không thổi được cái hơi vào ra. Đây các bạn nhìn đây. Đấy, thì nhiều nhà nó còn bị bịt kín cơ. Đấy. Dẫn tới là nó sẽ không thoát được cái hơi nóng ra bên ngoài.
thì là dẫn tới cái giàn nóng nó sẽ không tản được cái hơi nóng ra, và cái khi mà cái giàn nóng nó không tản tỏa được cái nhiệt đi ra, không giải được cái nhiệt đấy, thì nó dẫn tới là cái điều hòa của nhà các bạn nó không thể mát được. Thì đấy là cái lý do cơ bản nhất mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Đây là lý do tại sao mà cái điều hòa này các bạn sau một thời gian sử dụng thì nó kém mát. Và mặc dù khi mà kiểm tra cái ga ga máy thì vẫn hoạt động bình thường, ga vẫn đầy đủ, nhưng mà cái điều hòa nó bị kém mát, thì đấy là cái lý do căn bản nhất mà dẫn tới cái điều hòa của nhà bạn nó bị kém mát. Đấy là cái giàn nóng nó bị bụi bẩn và cái giàn lạnh cũng bị bụi bẩn, dẫn tới nó không thể tản được cái nhiệt ra. Giàn nóng thì nó không tản được cái hơi nóng, và cái giàn lạnh thì nó không không thổi được cái hơi lạnh ra, bởi vì nó bị bịt kín bởi các cái tấm tấm lưới lọc. Đấy. Thì trên đây là một trên đây là cái lý do căn bản nhất mà dẫn tới là cái hiện tượng là điều hòa của các bạn nó bị kém mát. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.